thấy là đối với các em khuyết tật này thì chỉ có nghề may là thích thực nhất. Do đó là em chọn nghề may. Và bên cạnh đó thì có những nghề là làm bông, làm hoa, là kết tường nhiều, nhưng mà cuối cùng thì nghề may nó thiết thực nhất. Thì sau khi các em nó học ở trường cách đây 2 năm, khi có những em lớn, thì em cho các em nó đi ra ngoài thực tập, đi ra các công ty xí nghiệp đó. Và các em nó may, may thời gian rồi đó, đó thì cha cũng có xin một số vải về, thì cho các em nó may. Và hiện giờ thì các em nó may được áo và quần, quần những cái loại quần thun với áo có xấu là các em được hết. Thì thời gian qua là tính chung là các em cũng may được khoảng hơn 2.000 cái, và ngoài ra nó còn may ở ngoài kia nữa cũng nhiều lắm, những cái đồ đồng phục của học sinh đó xem. Dạ. Thì thấy là, nhưng mà có cái khó khăn là bây giờ mình tìm cái nguồn ra nó hơi khó. Thí dụ như mình lãnh đồ công ty thì có khi nó có, có khi nó không. Thì khi nào có thì các em nó may, mà cái giá thành nó cũng rẻ, nó sẽ không có mất. Rồi còn đây khi nào mà không có đồ thì em sẽ cho các em nó may những cái đồ này để mình có thể sử dụng, mình cho những người nghèo từ thiện á, khi mình mua đồ cho người ta dịp Tết hay dịch dịp gì đó để Noel á, thì tụi em sẽ sử dụng những cái đồ như thế này cho người ta. Ông thưa sở, ở đây thì có bao nhiêu em tất cả thưa sở? Tất cả thì nó khoảng thường là 10 em, nhưng mà có bữa nay thì có một số em nó đang học nghề thôi, nó còn đang học nhưng mà chưa học nghề, còn một số em thì nó nghỉ nó vắng tại nó có công việc. Dạ, khoảng 10 em. Thưa sở, cái đồ khi mà mình gia công như vậy thì mình chỉ gia công, mình có các công ty liên lạc với mình không ạ? Thì có công ty Nam Phương có liên lạc với công ty đó, nhưng mà cái hàng thì nó cũng không được đầy đặn. Có năm rồi, năm hè đó thì nó có rất nhiều. Tại lúc đó người ta đang là may cho học sinh nó cần để tự trường á, thì hàng nhiều, nhưng mà có thời gian lúc là Covid á, thì ngưng thời gian rồi giờ hoạt động trở lại. Thường nó cũng không có. Dạ, các em nó làm ở đây thì mình có hỗ trợ trả công cái gì cho các em dạ, được không? Dạ, thưa cớ chứ. Thí dụ cái em nó may thì mình có tính theo sản phẩm của các em nó may rồi mình cho các em. Nhưng mà các em liệu nó có thu nhập, nó có được nhiều không? Thu nhập thì những cái tháng giống như cô ở đây hướng dẫn thì một tháng là 1.5 triệu, còn những em ở đây thì khoảng có khi may nhiều thì được 1.5 triệu, không 1 triệu. Nhưng mà ăn uống đây mình lo hết cho các em. Như là tại vì các em cũng mới á, sao thành ra nó cứ may chưa có được cái, với lại đồ nhiều khi hàng không có đó, nên cái đó là cái khó khăn của các em. Nhân hội bác ái Francisco hôm nay thì chúng con đến đây với họ đạo với Cà Mau và đến đây với trung tâm khuyết tật nhân ái. Đây là toàn các em khiếm thính câm điếc và các em đang được học cái nghề may. Và con rất ấn tượng khi sơ nói đó là khi mà các em nó không có việc làm, không có hàng thì sơ đã tạo điều kiện đó là sơ nhập những lô vải may đó để chia sẻ cho người nghèo. Và đấy cũng là một công việc bác ái do chính các em thiếu may mắn nó làm bác ái như vậy. À, hiện giờ cái mối lo lắng của sơ đó là cái nguồn hàng, sao không có cái nguồn hàng, thì để có được cái nguồn hàng đều đặn như vậy, con kính xin quý vị ân nhân hoặc là các công ty tại Việt Nam nếu có thể được, xin vui lòng liên lạc với quý sơ tại trung tâm nhân ái họ đạo Cà Mau này để cho các em nó có được nguồn hàng ổn định, thì cái thu nhập em nó cũng tương đối hơn một chút, giúp các em phụ giúp với gia đình cũng như là xoa dịu những cái mất mát của các em trong cuộc sống. Thưa sơ, sơ có thể nói tên sơ cũng như số điện thoại của sơ để biết đâu mọi các công ty qua cái chương trình của Hội Bác Ái Francisco có thể liên lạc trực tiếp với sơ để cho sơ có được nhiều nguồn hàng hơn một chút ạ. Dạ. Dạ, kính thưa em, tên là sơ Marie Vũng Thị Tươi. Số điện thoại của em là 038 557 1860. Vâng, sơ cho địa chỉ để cho mọi người có thể liên lạc. Dạ, ở trung tâm khuyết tật nhân ái Cà Mau, khóm 3, phường Tân Xuyên. Dạ, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Những cái mặt hàng mà các em có thể may được là những mặt hàng gì? Dạ, thường thì các em nó may những cái áo loại thun cái xấu, áo thun của thể dục, với quần thể dục, thể thao thì các em nó sẽ may nhanh. Và nó chuyên may chạy đó, còn những quần hàng semi thì các em nó chưa có thực tập nhiều vậy. Cái người hàng đó. Còn chuyên về đồ thun. Dạ, người đồ thun. Và thí dụ như có những hàng bằng dẻo ga hay là gối gì đó, thì có thể thì các em cũng có thể may được.
Vậy thưa quý vị nhân dân và đặc biệt là tất cả những công ty tại Việt Nam, ai có nhu cầu liên lạc về vấn đề đồ thun, các đồng phục cho các em học sinh, đồng phục áo thun cá sấu hoặc là chăn ga gối nệm, có thể liên lạc với trung tâm nhân ái này để tạo điều kiện cho các em khiếm thính có cơ hội được làm việc, có cơ hội có thêm thu nhập. Cảm ơn sơ rất nhiều, chúc sơ có sức khỏe để tiếp tục giúp các em trong cái sứ vụ này. Cảm ơn sơ. Cảm ơn sơ.